đại phương quản phật hoa nghiêm phẩm thế chủ diệu nghiêm thứ nhất tập một trăm bốn mươi sáu chủ giảng lão pháp sư tịnh không chuyển ngữ lệ bảo biên tập nguyên tâm thời gian tháng chín năm một nghìn chín trăm chín mươi chín địa điểm tịnh tông học hội singapore Xin mời mở kim bản ra Xem gì thứ sáu Trời quá lạc Trong phần văn trường hàng Tối thượng dân âm thiên dương Đắc phổ tri quá khứ nhất khi kịp Thành hoại thứ đệ giải thoát mùn tối thượng dân âm thiên dương đây là nói về túc mạng thông túc mạng thông nếu không đạt đến viên mạng thì không thể có năng lực này Vì trong kinh nói Quá khứ tất cả kiếp Thời gian này dài Dài đến không thể nghĩ bạn Kiếp ở đây là đại kiếp Một đại kiếp là đại thiên thế giới trong kinh thường nói tam thiên đại thiên thế giới Thanh trụ hoại không một lần trong thanh hoại bao gồm trụ thành trụ hoại không thời gian này rất dài Nhưng trên thực tế Thời gian ngắn dài Mỗi một kiếp Cũng không hoàn toàn giống nhau Đạo lý này Chúng ta nên biết Trong thế giới này của chúng ta Mỗi một năm đều có độ sai lệch Có thể nói trên tổng thể giống nhau Kiếp số lớn cũng như vậy Thành trụ hoại không của kiếp Cũng chính là nói thanh trụ hoại không của thế giới Đến như thế nào? Tại sao có hiện tượng này? Bồ Tát phổ tri Phổ là rộng khắp Không có gì không biết Chúng ta cũng muốn có trí tuệ này Nhưng trên thực tế Trí tuệ này là bản năng của chúng ta Đức Phật nói Mỗi chúng sanh đều có Bây giờ chúng ta không những không biết thành trụ quái không của kiếp quả thực mà nói bản thân chúng ta ngay trong một đời những gì mười năm hai mươi năm ba mươi năm trước đều đã quên sạch nhớ không nổi những gì trong một đời đều không nhớ hết đời trước càng không cần nói tới đời trước đời trước chúng ta không biết được đời vĩ lai cũng không hay nhưng người có năng lực này người chúng ta bây giờ gọi là đột phá thời gian người có năng lực đột phá thời gian họ biết được họ biết quá khứ cũng biết vĩ lai cho nên chư phật bồ tát giả hóa chúng sanh phương tiện giảng kinh nói pháp khế cơ tại sao biết quá khứ của quý vị quá khứ đời đời kiếp kiếp quý vị làm những gì họ đều biết nói pháp khế hợp căn cơ phàm phu không có năng lực này hoàn toàn dựa vào quan sát dựa vào kinh nghiệm biết được một cách chung chung trong chung chung còn không tránh khỏi sai lầm cho nên nói Pháp rất khó khí hợp căn cư Chúng ta xem qua câu kinh giang này Đặc biệt trong thời đại hiện nay Thiên tai rất nhiều Thiên tai hình thành như thế nào? Những việc ác của con người chiêu cảm ra Mọi chúng sanh đều tạo nghiệp ác Cho nên hình thành một nghiệp chung Nghiệp chung chiêu cảm thiên tai Trong tôn giáo Tin cách nói này Không chỉ là Phật giáo Những tôn giáo khác cũng tin nhưng các nhà khoa học không tin họ nói cách nói này không có căn cứ khoa học là mê tín đây là người xưa dây mượn thần linh thực hiện việc dạo hóa mục đích khuyên người làm thiện mà thôi không phải là sự thật họ không thể tin không phải sự thật vậy những thiên tai bây giờ nguyên nhân do đâu họ ngày ngày tìm căn cứ khoa học ngày ngày nghiên cứu nghiên cứu đến hôm nay cũng không có một kết quả cũng không thể nói khiến mọi người tâm phục khẩu phục được những chuyện này đức phật ở trong kinh nói qua người thế gian vì sao nghiên cứu quan sát xem xét đều không có cách gì phát hiện ra nguyên nhân vậy là trí tuệ người thế gian không đạt đến được cách nói này của đức phật chúng ta suy nghĩ tương tận cũng rất có đạo lý Người thế gian thông minh đến đâu Tâm tư tinh tế đến đâu Quan sát tỉ mỉ đến đâu Phật nói Không thể ra khỏi A là gia thức Trong tám thứ Công năng thức thứ thứ sáu lớn nhất Năm mươi mốt tâm sở tương ứng với nó dường như không có một tâm sở nào không tương ứng với nó. Nó duyên bên ngoài có thể duyên với pháp giới hư không, về bên trong có thể duyên với a la gia thực. Nhưng nguồn gốc của hư không pháp giới nó không duyên đến được. Tại sao vậy? Nguồn gốc là nhất niệm tự tánh. để lục ý thức không duyên đến được Nói cách khác Nó tìm không ra Nguồn gốc sinh mạng Vũ trụ trong phật pháp nói nó duyên không đến nguồn gốc của pháp giới hư không nguồn gốc duyên không đến nó duyên với cành lá mà thôi cành lá giải quyết vấn đề có giới hạn không thể giải quyết đến cùng giải quyết đến cùng cần trí tuệ chân thật trí tuệ chân thật có thể đột phá tầng không gian trí tuệ mới có thể đột phá thông minh không có cách gì đột phá phật nói người thế gian là thế trí biện thân không thể đột phá tầng không gian được nhà khoa học cũng đang nghĩ cách Dùng cách gì để đột phá Mãi đến nay Vẫn chưa phát minh ra Họ khẳng định Không gian là có nhiều tầng Có nhiều tầng Trong Phật Pháp dạy cho chúng ta không chỉ Phật Pháp Trong tôn giáo dường như đều có Dùng cách gì đột phá Dùng công phu thiền định Công phu định càng cao Độ phá càng nhiều tầng Vì vậy những chân tướng sự thật này Dần dần đã hiểu rõ những tôn giáo khác cũng tu định không chỉ là những tôn giáo xưa của ấn độ thật sự tu định đều có thể thừa nhận hiện tượng trong sáu nẻo luân hồi ngoài lục đạo ra tương đối khó Tại sao vậy? Đó cần đột phá càng nhiều tầng không gian. Tầng không gian là vô hạn lượng. Trong các buổi giảng, chúng tôi từng trình bày nhiều lần với quý vị Hiện tượng này phát sinh như thế nào vậy? Là vọng tưởng Phân biệt chấp trước của chúng ta sản sanh ra vọng wow, tưởng phân biệt chấp trước vô lượng, lượng. vô biên nên tầng không gian vô lượng vô biên công phu định có cạn sâu không giống nhau thiền định thế gian phật đã nói ra tám loại tứ thiền bát định tầng này cao hơn tầng kia đến đệ bát định thông thường không cần đến bát định đến tứ thiền công phu định của tứ thiền tương đối sâu đối với tình trạng trong lục đạo vô cùng rõ ràng Vô cùng minh bạch Nhưng chỉ biết nó là như vậy Nhưng không hiểu Vì sao như vậy Nhìn thấy tình hình lục đạo rõ ràng Nhưng rốt cuộc nó từ đầu đến Việc này không biết Nhìn ra sự thay đổi trong lục đạo Không biết kết quả cuối cùng của thay đổi họ chỉ có thể nhìn đoạn này cho nên đây vẫn là một chi tiết không thể quan sát đến gốc rễ gốc rễ cần phải nâng cao định lực sâu thêm cao hơn a la hán Đạt được là định thứ chín Tiền định thế gian chỉ có tám loại Định thứ chín vượt ra Vượt ra khỏi lục đạo luân hồi Sức mạnh quan sát của Ngài Lớn hơn Nhưng vẫn chưa có cách gì vừa qua đại thiên thế giới năng lực của các bậc thánh trong tứ thanh pháp giới lớn mạnh hơn sáu đường rất nhiều Nhưng vẫn chưa tìm được gốc rễ Cần tìm được gốc rễ Cần phải phá nhất phẩm vô minh Gốc rễ này mới hiển bày Hiển bày ra cái gì? Pháp thân Phá nhất phẩm vô minh Chứng một phần pháp thân Đây mới hiển bày ra Hiển bày ra Vẫn không thể hoàn toàn hiểu rõ Hiểu rõ hoàn toàn Cần phải Chứng được quả vị Bồ Tát Địa Thượng Là Bồ Tát Ma Tát Mà chúng ta thường niệm Ma Tát là Đại Bồ Tát Bồ Tát Thập Địa Mới dần dần hiểu rõ gốc rễ Cũng biết được Dùng phương pháp gì Chứng được tự tăng rốt ráo viên mạng Rốt ráo viên mạng Chính là viên giao quả Phật Dùng phương pháp gì Phương pháp niệm Phật cho nên hãng người nào tin niệm phật thành phật vậy bồ tát địa thượng trong kinh quan nghiêm đức phật dạy chúng ta bồ tát thập địa từ đầu đến cuối không rời niệm phật ngài hiểu rõ không bao giờ còn nghi ngờ bồ tát thập địa là từ sơ địa đến đặng gia Quá chỉ này tìm được gốc rễ. Thật sự tu từ gốc rễ. Với nguồn gốc hôm nay chúng ta nói, ý nghĩa thật không giống nhau. Ngài nhìn thấy gốc rễ, chúng ta không nhìn thấy, chỉ là nghe nói mà thôi. Cho nên nửa tin, nửa ngờ. Lòng tin tưởng này không thiết thực Không vững chắc Bồ Tát Địa Thượng Lòng tin của các ngài vững chắc Tâm địa họ thiết thực Tiếp nhận lời dạy bảo Của Ngài Giang Thù Phổ Hiền Cho nên trước sau Không rời xa niệm Phật Chúng ta mới thật sự hiểu rõ Niệm Phật là nhân Thanh Phật là quả Nhất định phải sau khi tâm định Mới có thể biết khắp Vì phía trước Niệm quan thiên dương Đạt được biết được tướng Phước Đức Vô cùng tận của chư Phật Hôm qua đã giới thiệu với quý vị Hôm nay Tối thượng dân âm thiên dương Được phổ tri Phổ tri và liễu tri Ý nghĩa giống nhau Hôm qua dạy chúng ta tu phước như thế nào Quý vị không hiểu được Thì tu phước thế nào đây Hôm nay tối thượng dân âm thiên dương Biết hết thứ tự thành hoại tất cả kiếp Chúng ta mới có thể tránh khỏi thiên tai Cho nên Nói tóm lại Tất cả Pháp từ tâm tưởng sanh đây là chân lý mãi mãi không thay đổi trong kinh này đức phật nói mười pháp giới y chánh trang nghiêm không chỉ là mười pháp giới tất cả chư phật quái tịnh độ cũng là như vậy duy tâm sở hiện duy thức sự Biến Duy tâm sở hiện Là pháp giới nhất chân Hỏi thật báo trang nghiêm tịnh Duy thức sở biến Là quái phàm thánh đồng cư Quái phương tiện hữu dư Chứ gì cần hiểu Thế giới ta bà chúng ta Lục đạo là cõi phàm thánh đồng cư Tứ thánh pháp giới Là cõi phương tiện hữu dư Ra khỏi mười pháp giới Chứng được pháp giới nhất chân Đó là cõi thật bảo trang nghiêm Cõi thật báo trang nghiêm ai ở trên đó Pháp thân đại sĩ 41 vị Pháp Thân Đại Sĩ Nói trong Kinh Hoa Nghiêm Các Ngài trú trong quả Thật Báo quả Thật Báo chính là Pháp Giới Nhất Trần Cho nên quý vị hiểu được Những tình hình này Bản thân sẽ tự biết lựa chọn Cõi thật báo ở đâu Không rời xa hiện tại Điều này ở trong Đại Kinh Đức Phật có nói với chúng ta Lời thật đó là duy thức sợ biến pháp thân đại sĩ các ngài trú ở đây ngài trú ở cõi thật báo chúng ta trú ở cõi đồng cư không phải cõi không giống nhau cõi đích thực giống nhau là quan niệm của chúng ta không giống nhau cách nghĩ cách nhìn của chúng ta không giống nhau Tất cả phá từ tâm tưởng sanh ra Tất cả cảnh giới chỉ là do thức biến Thức chính là cách nghĩ, cách nhìn Cho nên mỗi một chúng sanh Y báo chánh báo của họ Nói thật Đều không giống với người khác Tuyệt đối tìm không ra Hai cái hoàn toàn giống nhau Trong chúng sanh Khác biệt lớn Mỗi người có cách nghĩ riêng Mỗi người có cách nhìn riêng Mỗi người có y báo Chánh báo trang nghiêm riêng Đây là lời nói thật với quý vị Nói trong hội hoa nghiêm Vì vậy chúng ta mới thật sự hiểu rõ, trong cộng nghiệp có không cộng nghiệp. Sức mạnh của cộng nghiệp rất lớn, sức mạnh không cộng nghiệp cũng lớn. Cho nên trong kinh mới nói tâm Phật chúng sanh tam vô sai biệt. Tâm là nói tự tánh. Năng sanh năng biến phật là người giác ngộ tròn đầy chúng sanh đang mê mờ cho nên sức mạnh cách nghĩ cách nhìn của chúng ta cũng rất lớn cùng sức mạnh của phật không khác biệt Nếu cách nghĩ cách nhìn của chúng ta Giống cách nghĩ cách nhìn của Phật Quý vị liền được Phật lực bảo vệ nâng đỡ Tại sao vậy? Tương ưng vậy Sức mạnh này càng lớn hơn Trong tưởng tượng của chúng ta Sức mạnh tăng thêm gấp đôi Cho nên cảnh giới là Ý niệm bản thân chúng ta biến hiện ra Nếu quý vị tin không nghi ngờ Tất cả Pháp Thế xuất thế gian Không có vấn đề gì Không thể giải quyết Đây là Phật Pháp Thật sự có thể giúp chúng ta nó có căn cứ lý luận không phải nói tùy tiện chúng ta hiểu được thiên tai đến thế nào hình thành như thế nào chúng ta đối diện hoàn cảnh trước mắt ra sao đây phật dạy chúng ta là dùng giới định tuệ chuyển đổi sửa đổi nếu chúng ta không dùng phương pháp này vậy chính là xuôi theo sự xoay chuyển của nghiệp lực xuôi theo nghiệp lực chúng ta phải tin chắc chắn nghiệp ác nặng hơn nghiệp thiện Đây không có cách gì chối bỏ được Trong bát Pháp Bồ Tát quy kết lại cho chúng ta Phiền não có 26 loại Thiện tâm sở chỉ có 10 loại Phiền não là ác tâm sở Ác à, tâm sợ có 26 loại Thiện tâm sợ chỉ có 11 loại Cách quy nạp này của Bồ Tát Là kết luận từ chân tướng Sự thật Không phải Ngài Bịa đặt không có cơ sở Không phải Ngài tưởng tượng ra là sự thật cho nên ác niệm của chúng ta nhiều hơn thiện niệm Sức mạnh ác niệm lớn mạnh hơn sức mạnh thiện niệm Có đến 26 loại Chúng ta không thể không biết huống hồ những cám dỗ bên ngoài mọi người đều có thể nhìn thấy được trong xã hội bây giờ những cám dỗ ác nhiều hơn là thiện sáu căn chúng ta tiếp xúc cạnh với sáu trần bên ngoài mấy cái là thiện đây mấy cái là ác đây đây không phải vừa nhìn thì rõ ràng rồi sao bên trong có phiền não bên ngoài có cám dỗ không có định tuệ thâm sâu quý vị làm sao có thể làm chủ được quý vị làm sao có thể không bị cám dỗ làm sao có thể không tạo nghiệp ác khi xưa các bậc thánh hiện Đặc biệt ở phương đông chúng ta Nhất là Trung Quốc Quốc gia này Dân tộc này Dễ thương Dễ thương chỗ nào Từ xưa đến nay Biết tích lũy công đức Biết được đạo lý và hiện tượng nhân quả Cho nên Trung Quốc từ xưa đến nay chú trọng giáo dục Giáo dục là giáo dục ngày sau Phước đức can lành hôm trước không đủ Ngày sau dùng nền giáo dục tốt bổ sung thêm ngày nay thời buổi loạn lạ thiên tài khác thường người trung quốc trong hai ba trăm năm này chịu đủ sự ức hiếp của nước ngoài Tổn thương lớn nhất là gì? Đánh mất lòng tự tin Đánh mất lòng tự tin dân tộc Cho nên người Trung Quốc hơn 200 năm gần đây Chịu không biết bao nhiêu là nặng khổ Hôm nay cả thế giới đều loạn người trên toàn thế giới đều mất lòng tự tin tai nạn ngay trước mắt khó được như những năm bảy mươi tiến sĩ than ân tỷ nước anh đã nói một câu Nói chung Ông đã nói không ít lần Nghe nói trong rất nhiều tác phẩm của ông đều có Muốn cứu Chúng sanh Muốn giải quyết vấn đề Thế kỷ thứ 21 Chỉ có Phật Pháp Đại Thừa Và học thuyết của khổng mạnh cho nên muốn cứu chữa thế giới này người phục người hồi lòng tự tin dân, dân tộc dân. thì cứu được lời này là một người nước ngoài nói ra bản thân người trung quốc nói không tin tin người nước ngoài trăng nước ngoài sáng đây lộ rõ chúng ta không có lòng tự tin Mỗi người ngoài khen ngợi chúng ta tốt Các thứ của Trung Quốc người ta nói tốt Bây giờ các trường đại học châu Âu, Mỹ Đều có khoa hán học Chuyên môn nghiên cứu hán học Trung Quốc Nghiên cứu sách cổ Trung Quốc Càng ngày càng phong thỉnh Càng ngày càng nhiều hiện tượng tốt Sau khi nhìn thấy tôi rất vui mừng Nhưng cũng rất tiếc Đã quá trễ Nếu có thể sớm giác ngộ 50 năm Hôm nay trên thế giới Không đến mức có quá nhiều tai nạn như vậy Chúng ta nhất định phải tin Nhân lành chắc chắn được quả lành nhân ác chắc chắn có ác báo tạo nhân ác nếu muốn được thiện báo bậc thế gian xuất thế gian đều nói chắc chắn với chúng ta là không có chuyện đó không có đạo lý này quý vị đã hiểu thông suốt đạo lý này chúng ta khởi tâm động niệm Thuần là một tâm thiện Thuần là một ý niệm lợi ích người khác Lợi ích xã hội, lợi ích chúng sanh Tất cả những tai nạn đã gặp Tự nhiên được quá giải. Người gọi là gặp dữ quá lành Gặp nạn thành tốt Thế gian không biết Họ giận số tốt không tội Xem kìa anh ta tránh được tai nạn Họ không hiểu được Người ta có nhân lành Không phải giận mạng tốt Tâm thiện Làm việc thiện Mới có thể dựa qua tai ách Không những bản thân chúng ta phải siêng năng nỗ lực mà làm còn phải dạy bảo người khác làm cho dù họ có thể tiếp nhận hay không chúng ta đều phải dạy tận cùng lòng yêu thương của bản thân chúng ta họ có thể tiếp nhận họ được lợi ích họ không thể tiếp nhận trách nhiệm của chúng ta đối với họ cũng đã hết chúng ta biết thì không thể không nói năng lực chính là khởi dụng của trí tuệ trí tuệ thật sự đến từ tâm thanh tịnh phía trước tôi đã từng nói với quý vị người tính hơn trời tính lòng người nếu định trời chính là tai họa tự nhiên tai nạn tự nhiên mà hôm nay chúng ta nói quý vị có khả năng giải quyết tất cả. Cho nên bất kỳ tai nạn thế nào, tâm lòng chúng ta đều định. Trong kinh Đại thừa thường nói không kinh không sợ. Chúng ta không hốt hoảng, không khiếp sợ. Quý vị mới có thể nhìn rõ ràng nhìn thông suốt Chân tướng sự thật. Lại xem câu bên dưới. Thắng quang thiên dương, đã khai ngộ nhất thiết chúng sanh, trí giải thoát muôn. Phải làm sao... Giúp chúng sanh khai ngộ Trong đây quan trọng hơn cả là Làm sao giúp bản thân khai ngộ Phật Bồ Tát Thị hiện ở thế gian Giáo hóa chúng sanh Nói thật đây chính là mục đích của Ngài Trong kinh Pháp Hoa nói Khai thị ngộ nhập Ân đức của Phật đối với chúng ta Chính là khai thị Khai là mở ra ví như kho bảo cất bên trong nó có một cánh cửa bây giờ mở cửa ra ngày giúp chúng ta mở cửa ra cánh cửa này của chúng ta lúc trước mãi mãi đông kinh cái quậy là quát nhiên khai ngộ cánh cửa đóng kín đã mở ra cánh cửa này là cánh cửa trí tuệ người căng tánh lanh lợi giác ngộ có thể ngộ nhập người căng tánh trung hạ vẫn chưa thể sau khi mở ra họ không nhận thức được giá trị cho nên vẫn còn cần thêm một bước chỉ thị giới thiệu rõ ràng từng việc một họ mới thật sự hiểu rõ cho nên trong kinh đức phật thường nói thỏ trị Độc tùng vì người diễn nói diễn nói chính là khai thị diễn là biểu diễn phải làm mẫu cho mọi người xem nói là nói rõ Chư Phật Bồ Tát Chúng ta nhìn xem Các bậc tổ sư Đại Đức xưa Thậm chí Phật tử tại gia Đều làm gương Cho chúng ta xem Giúp chúng ta học tập Cách dạy này mới viên mạng Chỉ là mỗi ngày dạy dỗ bằng lời nói Học sinh không nhìn thấy hình mẫu Không những học tập khó Đến hiểu rõ cũng không dễ Cho nên thầy giáo làm hết trách nhiệm khai thị Học sinh chắc chắn sẽ ngộ nhập Trong chú giải Đại sư Thanh Lương Chúa thích tuy không nhiều Nhưng ý nghĩa rất rõ ràng Ngài nói dùng khai nhiếp thị Trong khai bao gồm thị Dùng ngộ nhiếp nhập Đây là chủ ý đúng Khai và thị Đích thực là Có liên quan mật thiết Ngộ và nhập cũng như vậy Nhưng Thiện tri thức thật sự hai chữ khai thị đều làm được thị là làm kiểu mẫu làm gương thiên thái tông nói cái gọi là có thể nói không thể làm có thể nói là khai không thể làm là thị Ông có thể nói nói không sai Những điều nói đều tương ưng với Phật Pháp Ông không làm được Không thể làm hình mẫu cho chúng ta xem Nhưng điều ông nói là chánh Pháp Ông nói không sai Đó là thầy của một nước vậy Đây cũng được xem là một vị thầy giỏi Vậy không tệ Ngạn ngữ có câu gọi là Có học sinh trạng nguyên Không có thầy giáo trạng nguyên Màu xanh xuất phát từ màu lam Mà vượt hẳn màu lam Tại sao vậy? Học sinh có thể làm được Thầy giáo không làm được Học sinh có thể làm được dựa qua thầy giáo. Đạo lý nằm ở đây. Nếu có thể nói lại có thể làm là báo giờ của quốc gia. Đây gọi là quốc bảo. Có thể nói không thể làm gọi là quốc sư. Chú trọng thực hành Hành là nhập Có thể nói là họ đã ngộ Phật Pháp chúng ta gọi là giải ngộ Đại triệt đại ngộ là giải ngộ Nhưng họ không thực hành Hành là chứng ngộ Chứng ngộ mới có ít Giải ngộ xem ra cũng không thể trí tuệ đã mở Nếu không thể thực hành Vẫn không thể liễu sanh tử Không ra khỏi ba cõi Họ sẽ đầu thai trong sáu cõi Đầu thai lên cõi trời trong lục đạo Ở trong 28 tầng trời hưởng phước Tại sao họ có trí tuệ Còn hành là họ không dứt phiền não Phải dứt phiền não Mới có thể vượt qua ba cõi Không dứt phiền não Không thể vượt ra khỏi luân hồi Điều này cần biết được Hai câu sau Ngài nói Khai thị ước năng quá Ngộ nhập ước sợ quá Hai câu này nói rất hay Năng quá là thầy giáo Sợ quá là học sinh Thầy có thể giúp học sinh Cũng chính là Phật Bồ Tát Có thể giúp chúng sanh Nhưng chỉ khai thị mà thôi Chúng ta cần phải hiểu rõ Phật Bồ Tát bảo vệ chúng ta Phật Bồ Tát ủng hộ chúng ta như thế nào Khai thị mà thôi Đây là từ bi chân thật Ngộ nhập là việc của bản thân học sinh chúng ta Chúng ta ngộ là hiểu rõ Thông suốt hiểu rõ Nhập là làm được Ngày nay gọi là thực hành Đem những giác ngộ của quý vị những hiểu biết Thực hành ngay trong đời sống Thực hành ngay trong công việc của quý vị Thực hành trong xử sự, sự, đối nhân tiếp vật Đây gọi là Ngộ nhập Quý vị mới có thể được thỏ dụng chân thật Nếu không thể thực hành là có lý giải không thực hành Không được lợi ích thật sự Ngược lại không bằng một người Có hành không có giải Tại sao Có hành không có giải Được phước bao Họ học một câu liền thực hành một câu Học hai câu liền thực hành hai câu Họ được lợi ích thực sự Phật Pháp chú trọng thực hành Tượng trưng của Kim Hoa Nghiêm Hoa Nghiêm lấy Ngài Phổ Hiền Làm đệ nhất Ngày văn thụ Xếp thứ hai Ngày văn thù tượng trưng giải môn Ngày phổ hiền tượng trưng hành môn Quý vị liền hiểu được Đó là chú trọng hành môn Hành không được xa rời giải Giải cũng không thể xa rời hành Hành giải tương ưng Chú trọng hành môn Xếp tên vị trí của Bồ Tát Có ý nghĩa sâu xa Chúng ta nhất định cần phải hiểu rõ Cúng dường hình tượng Phật Bồ Tát Nhất định là một Phật hai Bồ Tát Phật tượng trưng tự tánh Bồ Tát tượng trưng Tự tánh khởi dụng Trong khởi dụng Chắc chắn là một giải một hành Tây Phương Tam Thánh Bồ Tát Đại Thế Chỉ tượng trưng giải Tượng trưng trí tuệ Bồ Tát Quán Thế Âm tượng trưng hành Tượng trưng từ bi Tây Phương Tam Thánh Cũng xếp Quán Thế Âm đứng thứ nhất Đại Thế Chí xếp thứ hai Hành và giải tuy xem trọng như nhau Nhưng chú trọng hành hơn Hoàn toàn giống như tượng trưng trong kinh Hoa Nghiêm Điều này chúng ta cần phải hiểu rõ Mới không dẫn đến mê tín. Chúng ta cúng dường hiện tượng Phật Bồ Tát Là giáo dục, là dạy học Chứ không phải xem Phật Bồ Tát là thần linh Như vậy là sai Cúng dường Ngài, Ngài bảo vệ ta Ngài dùng gì để bảo vệ ta đây? Ngài nói Pháp bảo vệ ta Dạy dỗ chúng ta Quý vị y giáo phụng hành Quý vị được phước Được lợi Làm trái lời dạy bảo Quý vị sẽ gặp phải một số tài ách Tài ách không phải Phật Bồ Tát đem đến cho quý vị Hạnh phúc cũng không phải Phật Bồ Tát đem đến cho quý vị Phật Bồ Tát dạy bảo chúng ta Và Giả lại tự thân làm tấm gương tốt cho chúng ta xem Chúng ta cần hiểu được ý nghĩa Mục đích của dạy học Bản thân quý vị đã hiểu Quý vị cũng có khả năng giúp đỡ người khác đây chỉ là nói một nguyên tắc người nào không muốn có trí tuệ tại sao trí tuệ chúng ta vẫn mãi không khai vậy điều này trong dạy học có một đạo lý rất thâm sâu người bây giờ đã bỏ sống đường đại viên thời kỳ đại chiến thứ hai vẫn còn sống khoảng giữa kháng chiến thứ hai hình như ông dạy học tại đại học tây nam thầy phương đông mỹ biết ông ông lớn tuổi hơn thầy phương đông mỹ đã từng dạy học chung một trường Ông từng vô cùng cảm khái nói Người hiện tại Dứt bỏ căn bản trí Chạy theo hậu đắc trí Cũng nói đây là sai vậy Người xưa tu học Trước cầu căn bản trị Sau đó lại được hậu đặc trị Cho nên họ có trí tuệ Chúng ta bây giờ không có trí tuệ Cách nói này Người bây giờ nghe rồi vẫn không hiểu Thế nào gọi là căn bản trị Thế nào gọi là hậu đặc trị Đây là danh tướng trong kinh Phật Căn bản trí chính là tâm thanh tịnh, chính là thiên định. Hậu đa trí là khởi dụng của tâm thanh tịnh. Cái nói này mọi người thật dễ hiểu. Hiện tại Giáo dục ngày nay không biết rèn luyện tâm thanh tịnh cho học sinh trí tuệ của chúng làm sao sanh khởi được không có trí tuệ chỉ có thông minh không có trí tuệ quý vị xem cách dạy học của người xưa trong lễ ký chúng ta có thể đọc được trong thời đường tống cho đến thời minh thanh trong cách dạy học nhà nho chúng ta có thể nhìn thấy cuối triều thanh cư sĩ trần hồng mưu biên tập ngũ chủng di quỷ đã sưu tầm không ít tài liệu quý vị có thể phát hiện ngày xưa dạy học như thế nào lúc đó không có trường học trường tư một thầy giáo dạy mười mấy hai mươi mấy học sinh Thầy giáo Thật giống khai thị trong Kim nói Dùng thân làm gương Chú trọng thân giáo Nhất cử nhất động của thầy giáo Đời sống việc làm Học sinh nhìn trong tầm mắt Đó là tấm gương Đây là một thầy giáo có trách nhiệm Khi xưa Bảy tám tuổi đi học Đi học rời xa cha mẹ Theo thầy giáo Sống chung với thầy giáo Thường chỉ có mùng một Mười lăm Ngày Tết mới trở về nhà trong lễ ký nói tự ngoại phó. Phó là thầy dạy, đứa trẻ theo thầy học. Thổ xưa có rất nhiều đại gia đình. Trong nhà có phân chia trong ngoại. Không phải bản thân người trong nhà, khách khứa, bạn bè thân thích không thân lắm đều không thể vào trong. bên trong là nơi sinh hoạt người nhà bên ngoài là nơi dùng để tiếp khách có phân chia trong ngoài cho nên gia giáo vô cùng nghiêm khắc trong ngoài phân chia rất rõ ràng Thiếu nhi trai gái Năm tuổi không ngồi chung một chỗ Ngăn chặn sai lầm từ đầu Trai gái tròn năm tuổi phải tách ra Cùng ăn cơm không thể ngồi chung một bàn Cho nên xã hội có thể an định giáo dục tiểu học dạy điều gì dạy quý vị đạo lý làm người dạy quét dọn ứng xử thầy giáo làm mẫu học sinh chăm chỉ học tập sau khi học xong trở về nhà biết phụng dưỡng phụ mẫu họ biết hiếu thuận cha mẹ như thế nào Đạo hiếu bắt đầu dạy từ nhỏ Nhỏ không dạy đến khi lớn tuổi Thì không tin tưởng Không nghe việc này Từ nhỏ nuôi dưỡng thói quen này Cho nên ở nhà Cha mẹ dạy họ tôn trọng thầy giáo Tôn sư trọng đạo Thầy giáo dạy học sinh Hiếu thuận cha mẹ hiểu kính cha mẹ như thế nào yêu thương anh em tôn trọng bậc trên ra sao vậy quý vị đạo lý làm người cơ bản cắm rễ từ nhỏ ấn tượng in sâu cho nên việc làm của họ trong một đời mặc dù có chỗ sai lầm nhưng cơ bản không xa rời chuẩn mực không phạm vào sai lầm lớn tài liệu sách vở đọc sách các bậc thánh hiền xưa chỉ đọc không mong hiểu tại sao vậy thiếu nhi khả năng ghi nhớ tốt vậy quý vị đọc thuộc lòng không nói rõ ý nghĩa ngày ngày thuộc ngày ngày đọc ngày ngày thuộc phương pháp dạy học của người xưa xem tư chất của học sinh học sinh bẩm chất tốt tiêu chuẩn nằm ở đâu chính là vậy quý vị một bài văn mười lần thì có thể học thuộc lòng lấy việc này làm tiêu chuẩn mười lần vẫn không thể học thuộc số lượng quá nhiều ngày xưa thầy giáo dạy mười mấy hai mươi mấy học sinh đều là đọc một loại sách giống nhau nhưng tiến bộ đọc mỗi người không giống nhau tư chất tốt mỗi ngày có thể đọc hai ba trăm chữ mười lần liền có thể thuộc thì độ kém một chút chỉ đọc thuộc một trăm chữ thậm chí năm sáu mươi chữ thôi Tiêu chuẩn chính là 10 lần có thể học thuộc 10 lần không thể học thuộc Cảm thấy số lượng bài quá nhiều Cho nên sự tiến bộ mỗi người không giống nhau Đã học thuộc Vẫn cần đọc 100 lần Để tăng thêm ghi nhớ Sau khi đọc xong Cả đời đều không quên Vậy học trẻ nhỏ chính là đọc sách Thầy giáo ở đó nghe Học sinh đọc lớn tiếng Thầy giáo mới nghe thị Như vậy từ 7-8 tuổi Đến 11-12 tuổi Phần lớn những sách quan trọng xưa Đều đọc Đều học thuộc lòng Ngày xưa có tứ thư ngũ kinh Nghiên cứu kinh điển Của nho giáo Ngoài ra còn có sử học Lịch sử vô cùng quan trọng Trong triều thanh Phần lớn đều đọc phương diện lịch sử Đọc thông giám tập lãng Hoặc khi mới học thì đọc cương giám Cương giám chính là cương yếu lịch sử đại cương Tương tận một chút chính là thông giám tập làm Quý vị đem cuốn sách này đọc thuốc rồi Sau này quý vị có nền tảng nghiên cứu lịch sử Trung Quốc Lịch sử là gia phổ Tổ tông chúng ta Đời đời Tương truyền Họ làm những việc gì Quý vị đối với Gia phổ không hiểu rõ Làm sao có thể yêu gia đình mình Làm sao có thể yêu nước mình đây Thời cổ Những bậc thánh hiện Quý vị đối với họ đều hiểu biết Đều hiểu rõ Lòng yêu nước yêu gia đình mới có thể sanh ra Cho nên sử học vô cùng quan trọng Không thể nói không hiểu biết về gia đình mình Không hiểu biết về dân tộc mình Tiếp đó chính là tử học, văn học Văn học là tập Học thuộc những thứ này Sau 13 tuổi Tất cả những thứ cần học thuộc gần như hoàn thành Cần biết được khoảng thời gian này tu cái gì Tu căn bản trí Trong kinh bác nhã nói Bác nhã vô tri Vô sở bất tri Trước tiên cầu vô tri để tâm thanh tịnh Ngày ngày Vậy quý vị Làm gì Làm việc là tu phước Quét dọn ứng xử Vậy quý vị làm người tu phước Vậy quý vị đọc kinh Đọc kinh là tu tuệ Tuệ ở đâu Đọc xong lại không hiểu Là trí tuệ chân thật Nếu không đọc sách Đứa trẻ cũng suy nghĩ lung tung Đọc sách dẹp sạch những suy nghĩ lung tung Dùng phương pháp này dẹp sạch những vọng tưởng của họ Khiến tâm họ định Tâm của họ là thanh tịnh Cho nên không thể nói Vì nói họ lại suy nghĩ lung tung Chỉ dạy học không cho nói Cứ như vậy trong thời gian 6-7 năm Tâm đã định rồi Cho nên khi lên đại học Ngày xưa không có trung học Chính là thái học khi lên đại, đại học đại thầy đại học, giáo đại, đại học giảng giải nghiên cứu thảo luận họ thật sự mở trí huệ họ có khả năng này họ từng được rèn luyện cách này chúng ta nhìn thấy trong sách xưa ngày xưa rất nhiều người mười mấy không đến hai mươi tuổi thi đậu cử nhân người thi đậu cử nhân có tư cách làm quyện thị trưởng bây giờ chúng ta thấy vẫn là đứa trẻ họ có thể quản lý việc lớn của quốc gia ngạn ngữ thường nói xưa nay anh hùng xuất thiếu niên Mười mấy hai mươi tuổi Gánh giá trọng trách của quốc gia Họ có trí tuệ Còn giảng giải nghiên cứu thảo luận Đó là hậu đắc trị Không gì không biết Người xưa đọc sách an vui Thầy giáo giảng dạy Khi giảng sách cho quý vị không cần cầm sách Không giống chúng ta ngày nay giảng kinh Vẫn cầm một cuốn sách xem Ngày xưa làm gì có đạo lý này Người nói kinh bộ Đều đã thuộc rất lào Người nghe cũng thuộc rất lào Nói đến chương mấy Trang số mấy Hàng thứ mấy Chữ nào mọi người đều biết Sách vở ngày xưa là bản khắc gỗ Một mặt mười hàng Một hàng mười hai chữ Sách ngày xưa đều giống nhau Mỗi nhà khác không giống nhau Nhưng nói trang số mấy, hàng số mấy, chữ số mấy chắc chắn như nhau Quý vị không thể nói Trung Quốc không khoa học Tất cả bản khác đều giống nhau không như ngày nay ngày nay in sách không giống nhau mỗi nhà xuất bản số hàng không giống nhau số chữ không giống nhau cho nên quý vị cần tìm nó là sách của nhà xuất bản nào khi không cùng phiên bản vậy thì không giống nhau tìm không ra vậy nói thật không có phương pháp nào tốt hơn phương pháp của người xưa đó là phương pháp thống nhất Giả lại trong đó không có dấu chấm câu Khi đọc thuộc lòng phải tự mình làm dấu Tự mình đánh dấu Tăng thêm ấn tượng cho quý vị Có phương pháp rèn luyện Là phương pháp rèn luyện trí tuệ Nhưng cách dạy học này bây giờ Không ai Đề xướng không ai ứng dụng thật vô cùng đáng tiếc cho nên người bây giờ không dễ dạy trong nhà phật quý vị có lẽ có nghe đến năm năm học giới bây giờ chúng ta cũng đã không còn năm năm học giới và giáo dục trẻ nhỏ của nho và ý nghĩa Hoàn toàn giống nhau Nhưng độ tuổi không giống nhau Nhà nho giáo dục trẻ nhỏ Đó là thiếu nhi thật sự Phần nhiều người xuất gia Nhỏ nhất đều mười mấy tuổi Mười sáu mười bảy tuổi xuất gia vẫn là đứa trẻ Hai mươi mấy tuổi xuất gia Thậm chí ba bốn mươi tuổi xuất gia Tuổi tá càng lớn Càng khó dạy Họ trải qua thời gian dài Trong xã hội Tập khí rất nặng Giọng tưởng nhiều phân biệt chấp trước nhiều đây là khó khăn năm năm học giới không phải học giới luật giới luật là một môn học lớn năm năm học giới trên thực tế là học gì sa di luật nghi người xuất gia quý vị chắc chắn rất quen thuộc mười giới luật hai mươi bốn môn oai nghi học cái này trong năm năm phải thực sự làm được theo một thầy giáo học lời dạy một pháp môn đối đãi Thầy, thầy giáo như, thầy thầy như thầy thế nào Trong sai di luật nghi có quy định Trong năm năm này Vẫn là phước tuệ song tu Tu phước Là làm gì Công việc nặng nhọc Trong chùa Đều phân công cho quý vị làm Đây là tu phước. Cũng chính là nói thế nào là một người xuất gia. Cần lao động siêng năng khổ cực Ngoài việc này ra Quý vị học kinh giáo Tiếp nhận dạy dỗ của thầy giáo Cũng không có giảng dạy Dạy học thuộc lòng Quý vị học Hoa Nghiêm Phải thuộc kinh Hoa Nghiêm Quý vị học Thiên Thai Phải thuộc kinh Pháp Hoa Quý vị không thể học thuộc kinh luận Thì không có căn bản cho nên mỗi ngày cần đọc kinh. Quý vị hiểu được đọc kinh cũng là để đoạn trừ vọng tưởng tạp niệm, tâm tu thanh tịnh. Quý vị hiểu được tu thiền định, ngồi thiền tĩnh tọa là tu định. Đọc kinh cũng là tu định. Niệm phật vẫn là tu định. Phương pháp tu định, tám dạng bốn ngàn pháp môn. Tám dạng bốn loại phương pháp không giống nhau Đều là tu định Trong tỉnh Độ Tông Đặc biệt là phát tâm học giảng kinh Là lấy việc đọc kinh tu định Khi đọc kinh không vọng tưởng Không tạp niệm Khi đọc kinh tuyệt đối không suy nghĩ ý nghĩa của kinh Không thể Chính là đọc Đọc rõ ràng rành mạch Một chữ không sót so, Một câu không sai Đây là tu tuệ Tam học giới định tuệ Hoàn thành cùng một lúc Nó thuộc về tu hành Tu căn bản trí Nghe giảng Nghiên cứu thảo luận Đó là hậu đặc trị khi xưa người xuất gia mặc dù họ không giảng kinh không nói pháp nhưng ở chùa đảm nhiệm tri sự đều thông thiền hiểu giáo cho nên công phu của họ đều đắc lực điều này khiến mọi người ngưỡng mộ họ đều có thành tựu từng được nhận giáo dục rất tốt bây giờ việc này đã bỏ đi không có người xem trọng cho nên phật pháp suy yếu nếu biết được nguyên nhân suy yếu là gì làm sao suy yếu chúng ta cần hiểu rõ không đọc kinh không nghiên cứu tìm tòi tự nhiên sẽ suy yếu nhân tài giảng kinh làm thế nào để tuyển chọn ra ngày xưa trong nhà phật không có lớp bồi dưỡng không có phật học viện trong đảo tràng hòa thượng ngày ngày giảng kinh tuổi tá hòa thượng đã lớn có lẽ cần đào tạo nhân tài để tiếp nối thủ tòa giảng thay thủ tòa chính là giảng kinh nói pháp nhân tài tiếp nối được tuyển chọn từ trong thính chung giảng lại trong các buổi giảng nhỏ những nơi có thể giảng Đều để họ giảng lại Trong khi giảng lại Loại bỏ một bộ phận Giảng hay ý nghĩa có thể nói rõ ràng Nói dễ hiểu Mỗi ngày để họ giảng Cho nên lúc đó học giảng kinh Dễ dàng hơn bây giờ Không như quý vị bây giờ rất giả như vậy Nếu phương pháp hiện tại của quý vị Dùng vào lúc đó tất cả đều bị đào thải Nghe xong bài kim giảng này Nghe Hòa Thượng nói 2 giờ đồng hồ Quý vị lên bột giảng nói lại Ít nhất có khả năng nói một tiếng rưỡi đồng hồ Vậy mới được chọn Nếu Hòa Thượng nói 2 giờ đồng hồ Quý vị chỉ nói 1 giờ đồng hồ sẽ bị loại Cho nên bản thân quý vị cần có năng lực này Khả năng lý giải cao Khả năng ghi nhớ rất tốt Mới được tuyển chọn Sau khi tuyển chọn ra giảng tiểu tòa tiểu tòa là giảng lại trong giảng lại tiếp nhận dạy bảo giúp quý vị cải thiện có thầy giáo hướng dẫn quý vị có đồng học thính chúng cũng là tiếp nhận phê bình của thính chúng cải thiện không ngừng các thời đại pháp sư giảng kinh được huấn luyện ra là như vậy cho nên bất kỳ một đạo tràng nào đều có giảng kinh không giảng kinh vậy không phải là đạo tràng quý vị nhất định phải nhận thức rõ ràng phật giáo ngày xưa là giáo dục không phải tôn giáo phật giáo biến thành tôn giáo là bắt đầu từ giữa thời kỳ nhà thanh nói thật niên hiệu càng long nhà thanh vẫn là dạy học sớm nhất có lẽ là sau thời đại gia khánh đạo quang trong chùa không giảng kinh Thời gian giảng kinh dần dần rút ngắn Nguồn gốc chùa chiền là ngày ngày giảng kinh Chùa là trường học Trường học thầy giáo dù thế nào cũng phải ngày ngày lên lớp Học sinh từ đâu đến Chúng thường trụ Đây là học sinh cố định Bên ngoài đến thảo kinh đường Họ thích nghe bộ kinh này Nên đến đạo tràng Đạo tràng hiện nay đang nói bộ kinh này Họ muốn đến học Muốn đến nghe Có thể ở đạo tràng này Đạo tràng cũng phân chia Một bộ phận công việc cho họ Đây gọi là thảo kinh đường Còn có cư sĩ có một vài cư sĩ tại gia người đọc sách Ngày xưa xã hội nông nghiệp Những gì có được là thời gian Tiếp đến học kinh giáo Cư sĩ cũng có thể đến chùa ở lại Bộ kinh này nếu giảng nửa năm Họ có thể ở nửa năm trong chùa Người có khả năng Cúng dường chùa một chút không có Cũng không quan trọng Không phải nhất định cần nộp phí Chùa không ra điều kiện Quý vị có thể lui tới chùa Ở một khoảng thời gian Đến học bộ kinh giáo này Cư sĩ tại gia cùng có Mỗi ngày nói kinh Mỗi ngày nghiên cứu thảo luận đây là giải môn Hành môn Mức độ ít nhất là hai tiết học không thiếu Giả lại hai tiết học này Thông thường đều là Làm được một tiếng rưỡi đến hai giờ đồng hồ Nói cách khác Đạo tràng giảng kinh Mỗi ngày tu hành Ít nhất ba đến bốn tiếng đồng hồ Tu hành chung quy không ngoài Một là tham thiền Một là niệm Phật Cho nên có niệm Phật đường Có thiền đường Đây là đạo tràng thông thường Đều có Thiết lập Thiền đường có thiền chủ lãnh đạo Niệm Phật đường cũng có đường chủ lãnh đạo Giải hành tương ưng Đây gọi là đạo tràng Cho nên mỗi đạo tràng Đều có đạo phong và học phong của nó Học phong là giải môn Đạo phong là hành môn Thật có cái để học Thật sự tiếp thu được kiến thức Không như ngày nay Ngày nay không có đạo tràng Không học được gì Tại sao Học kinh sám Phật sự Tôi Sinh trong thời đại Thật không may Một đích xuất gia Chính là muốn chuyên tâm Học kinh giáo Ở nhà có công việc Thời gian ít từ chối công việc Muốn toàn tâm toàn lực Học kinh giáo Khi đến chùa Lão Hòa Thượng khuyên bảo tôi Học kinh sáng Phật sự Tôi không phải vì điều này mà xuất gia Đây là Kiến giải không giống nhau Sở thích không giống nhau Tôi đã bị chùa khai trừ Sau khi bị khai trừ Dĩ nhiên không được trở về Lão Hòa Thượng đối với tôi Thật sự vô cùng yêu thương Thường nhét tiền vào túi tôi Đối với tôi rất tốt Chính là hy vọng tôi đi làm kinh sám Đi làm Phật sự quyết tâm của tôi không thay đổi về sau rời xa chùa cũng không tệ thầy lý có thể thu nhận giúp đỡ cho tôi tôi đến đài trung thư viện từ quan ở mười năm ở đó còn có cơ hội học tập Hành giải cùng tiến Đặt một chút nền tảng Tôi biết được Những tình hình này Tôi hiểu được nỗi khổ của người tu hành Nên tôi phát tâm giúp đỡ những người trẻ tuổi quý vị Tôi lúc đó không có hòa thượng giúp đỡ Ở Đài Trung Pháp Sư Đạo An Hiểu được tôi Chịu giúp đỡ tôi Nhưng ông không làm chủ được Chức vị trụ trì đó của ông Là hữu danh vô thực Quyền lực trong tay tri sự tín đồ Nếu tôi muốn làm kinh sám Phật sự Họ quan nghìn Muốn học tập giảng kinh họ lắc đầu không có cách gì Quả thật là đi đến đường cùng Tôi xem nếu có cơ duyên Tôi nhất định giúp đỡ mọi người Sức lớn không có Cũng không cần thiết Đơn giản xây một vài am tranh nhỏ Cho quý vị có thể yên tâm tu dưỡng có thể có cơ hội Để quý vị ngày ngày giảng kinh Có thể có một đạo tràng như vậy Thì Phật Pháp chúng ta có tương lai Có hy vọng Chúng sanh có phước Hôm nay nói đến đây vậy